mà đi xe ô tô mà đi đến khu đường mới mà hay bị lạc đường này, thứ nhất không có đường chỉ đường này, thứ hai là không có cảnh báo tốc độ này, đi bỡ ngỡ này, và hay bị mất tiền ở những cái khoản đấy nha anh em nhá. Thì đây hôm nay lên đây với em qua ngay AK là Thái Nguyên để nâng cấp ngay cho mình một bộ Android Book, biến màn zin thành màn Android. Con bộ như bộ này thì nó sẽ không cần phải, anh em sẽ không phải thay màn hình anh em nhá. Đây cái bộ book nó nhỏ như này thôi. Đấy, cắm vào cái cổng USB của xe kìa, chuyển đổi cái màn zin của anh em thành màn Android như này, đầy đủ tính năng anh em nhá. Nghe nhạc trên YouTube này, dẫn đường bằng Vietmap S2, có cảnh báo tốc độ, cảnh báo giao thông. Đấy, và có cả Google Map nữa. Đây anh em thấy có Google Map đây. Và đồng thời là anh em sẽ ấn vào cái phím chuyển vô lăng này, anh em ra lệnh được bằng giọng nói anh em nhá. Đây. Đấy, bấm vào như này, anh em mở video chỉ đường chấn đường đến đâu thì anh em chỉ cần nói thôi, và cái màn hình nó sẽ thực hiện cái thao tác và nó sẽ đưa cho anh em đến những cái địa chỉ anh cần đến và cảnh báo giao thông cho anh em. Còn khi mà anh em mà muốn trở về màn hình xe thì anh em chỉ cần ấn vào cái biểu tượng màn hình xe thôi, nó sẽ chuyển về sang màn hình nguyên bản của chiếc xe. Khi mà anh em muốn sử dụng Android anh ấn vào Apple CarPlay. Đấy, chuyển về Android. Và không cần phải cắt đấu nối gì trên cái hệ thống điện của xe cả, chỉ cần cắm vào cổng USB zin thế là xong. Còn lắp đặt ở đâu ạ? Đến ngay Akala Thái Nguyên anh em nhá. Địa chỉ trung tâm nội thất to nhất Thái Nguyên anh em ạ.